Đây là đội hình chính của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được huấn luyện viên Kiatisak sử dụng cho trận đấu này. Còn đây là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công lựa chọn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Xuân Trường, Văn Thanh. Đó là một khoảnh khắc mà có lẽ là một vài cầu thủ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mất tập trung. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống đệm lòng một chạm của Văn Thanh. Xuân Trường mở ra một đường truyền đúng tới tầm băng lên của Văn Thanh. Người ta được chứng kiến từ Hoàng Anh Gia Lai mùa giải năm ngoái. Thì có lẽ là cần phải có thêm thời gian. Văn Thanh, Văn Toàn, không được. Mùa giải năm ngoái sau khi có khởi đầu tốt, Hoàng Anh Gia Lai đã duy trì được sự hưng phấn và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Nó chưa phải là một sự khởi đầu tưng bừng dành cho giải đấu sau rất nhiều chờ đợi cũng đã trở lại. Cú chọc bóng của Lương Xuân Trường đánh đầu Chí Tuấn. Chân trái, không được. Đó là một pha phối hợp với ý đồ rõ nét của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Và người đã dứt điểm cuối cùng là Washington Brandao. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Cú đánh đầu chiến thuật là của Mauricio. Lần này là một tình huống thực hiện đá phạt góc tốt đơn của Lương Xuân Trường. Bóng đã chạm đầu của Mauricio. Bóng xoáy và có quỹ đạo tốc độ tốt hơn so với tình huống đá phạt góc trước đó. Để mất bóng rất nguy hiểm và cơ hội dành cho anh rồi. Cú đá là của Minh Vương. Đó là một pha xử lý quá mạo hiểm của tiền vệ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và suýt chút nữa thì khung thành của họ đã phải trả giá. Văn Công đã có một tình huống để mất bóng. Và Minh Vương đã quyết định tung ra cú sút ở ngoài khu vực 16m50 nhưng không thành công. Vẫn chưa có được sự kết nối từ các nhân tố trên hàng tấn công. Oliveira! Đó là sự thay đổi cần thiết của huấn luyện viên Kiatisak. Sẽ phải là một giải pháp tấn công đa dạng hơn nữa. Lại thêm một cầu thủ nữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm sân. Người bị đau là Xuân Toàn. Công Phượng và Tuấn Anh vào sân. Xuân Trường rời sân. Công Phượng vào sân để thay thế cho Jefferson. Không kịp. Đã có pha phạm lỗi của Oliveira. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được. Bóng vừa đi chệch cột dọc sau cú đánh đầu của Yacrecio. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trông chờ rất nhiều vào những pha bóng cố định như thế này. Cự ly đội hình của họ, khoảng cách với vị trí trung phong của Oliveira là quá xa. Gần như chỉ là những cầu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đã có lỗi. Người bị phạm lỗi là Đức Lương. Cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt là Văn Hạnh và Văn Hiệp. Khá hay, đây là Oliveira. Nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh thì vừa rồi đã có một tình huống băng ra kịp thời. Zakaria, sức mạnh của Zakaria. Văn Hiệp quá sâu. Đã bắt đầu xuất hiện những tình huống phản công có nét hơn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Lần thứ hai thì Văn Hiệp có một pha xử lý thiếu chính xác, khi mà tất cả những giải pháp tấn công của họ cho tới thời điểm này đều rơi vào bế tắc. Đó là phạt của Công Phượng, đánh đâu? Đó chính xác là những gì mà Hoàng Gia Lai đang chờ đợi. Người vừa ông vào đó là Mauricio. Đó là một tình huống chèo bóng về phía cột xa. Nhưng mà Mauricio thì có được lợi thế hơn hẳn so với những cầu thủ nội binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tất cả những gì mà cầu thủ Hoàng Gia Lai làm được, người thực hiện sẽ là Công Phượng. Vẫn chưa phải là một điều gì đó quá lớn lao với thủ môn hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng phòng ngự của đội khách chơi cực kỳ tập trung và dứt khoát. Đúng là Hoàng Gia Lai đã chơi vô cùng bế tắc ở trận đấu này. Và những trận đấu như thế này, thêm một quả tạt nữa. Người vừa bóng vào đó là Mauricio. Ngoại trừ Brandao thì cả Mauricio cũng như là Jefferson. Đây là những phút thi đấu cực kỳ quan trọng. Dứt điểm. Đáng tiếc là trái bóng lại đi chạy cột dọc trong những cơ hội hiếm hoi mà Hoàng Gia Lai sở hữu ở trận đấu này. Cú đá vừa rồi là của Công Phượng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà các cầu thủ tiền vệ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Họ đứng nhìn tình huống tranh chấp của đồng đội và bóng trôi ra đúng tầm dứt điểm của Công Phượng. Ở những phút cuối của hiệp 1 và hiệp đấu thứ 2, Hoàng Gia Lai đều sở hữu những cơ hội 10-10, nhưng lần lượt là Minh Vương và vừa rồi là Công Phượng thì cũng không thể tận dụng. Một ngày thi đấu mà số cơ hội là rất ít cho đội bóng của Bầu Đức. Vẫn còn chưa có gì là đảm bảo cho điểm số ở trong trận đấu này. Không được. Bóng không chạm bất cứ một cầu thủ nào cả. Văng vào vừa rồi là của Brandao. Chỉ có một giải pháp duy nhất. Bảo Toàn trong biên cùng Hồng Duy. Đó là một pha bóng vào tầm thấp. Không vào. Đó có thể coi là cơ hội cuối cùng của Hoàng Gia Lai rồi. Cú đá vào sàng ngang của Văn Toàn đã khép lại trận đấu đầu tiên của Hoàng Gia Lai trên sân nhà mùa giải năm nay.